Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục solo squad map sa mạc. Và dạo gần đây thì rất nhiều anh em bảo mình chơi giả lập tay cầm các thứ. Vâng, nếu mà bảo mình chơi giả lập thì các bạn hãy cho cái chứng cứ bảo mình chơi giả lập đi ạ. Con chuột đâu? Nếu mà các bạn chơi giả lập thì các bạn lúc đồ phải có chuột cơ. Không bao giờ các bạn có thể che giấu được con chuột của mình khi mà chơi giả lập. Ok, giả lập thì mình cũng chưa chơi bao giờ, nhưng trên điện thoại thì mình chơi rất là nhiều rồi. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục nhảy vào khu vực Becado. Đấy, các bạn cứ bảo mình chơi giả lập nhưng thực ra thì mình chỉ chơi trên điện thoại thôi. Còn iPhone mà bắn nó ảo ảo một tí rồi các bạn chửi mình chơi giả lập. Khổ thân. Vâng, để mình vào đây mình cân tất cho các bạn xem nó giống hack luôn nha. Giả lập thì nó tuổi gì. Ok. Chết bà rồi, nhảy xuống tầng 1. Có mỗi khẩu shotgun. Thôi xong rồi. Ô, thế này thì không hack được rồi. Làm gì đây? Éo có gì? Sao tầng 1 này không có gì nhở? Vô lý. Vâng, mình thì là một con gà bắn sóc gan. Ok. Nãy mình thấy một team vào đây. Rồi, trên L3-1. À, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải tao. Sorry bro. Rồi, bạn nó sang kìa. Ui dồi, ui dồi. Tao sợ bạn nó quá cơ. Nhìn cái gì? Thôi, không có mũ, không đủ rồi. Chúng ta sẽ đi móc nào. Ui dồi ôi. Cứu anh. Lầy đi. Cái định mệnh nó luôn. Cái quả đấy mà có súng sấy thì nó chết bà rồi. Ơ à, làm gì vậy? Nghiêng nghiêng người làm gì vậy? Ui dồi ôi, M4 này. Vãi xoài. Súng to như này không làm gì được mình. Vô lý. Ok, mình sẽ đáp F12K đi. Hết đạn rồi. Không biết là bạn nó ở nơi đâu. Ủa, sao bọn kia có thể bỏ bạn được nhở? Hơn chỉ mỗi hai thằng vào đây. Chắc là bạn nó té đi đâu rồi. Cạn lời. Ui dồi ôi, súng đạn nhiều ghê á. Vâng, tầm này thì không phải xoắn. Ok, mình sẽ lút súng và đi đẩy rồi. Đứng chờ bọn này lâu quá. Ui, bọn này giàu vậy. Toàn K98 rồi. Nó ở đầu bên kia anh em ạ. Chắc bạn nó qua để trả thù ấy. Này thì lút đồ này. Vâng, qua trả thù hay là đi lút đồ vậy? Thanh niên. Ây da, có những người bạn như này. Thiệt là có. Ui dồi ôi, shipper. Thank you so much. Vậy là vẫn còn knock. Thế là vẫn còn. Nó ở dưới tầng 1 anh em ạ. Để mình knock nước vào, knock thuốc vào cho đầy đó nhá.
Ok, clear nguyên team SWAT 4. Ở khu này chắc là hết rồi. Mình sẽ đi loot một ít đồ nữa và đẩy sang khu bên kia nha. Đạn M4 hơi ít nhờ. À, AK này. Ui dồi, trận này chuyển sang AK bắn đây. Cho nó ảo một tí, anh em lại bảo chơi giả lập cho xem. Ok, fine. Nãy mình thấy xác nào có đạn 7 nhờ. À đây rồi. Ok, đẩy thôi. AK thì hỏa lực rất là mạnh nhưng nó rất là giật, rất là khó bắn. Bên này có người thì mình sẽ qua nhà bên này nha. Đấy, tránh nhà có người ra. Tại vì cái nhà này rất khó đẩy. À, cuối cùng cũng ra rồi này. Cái này thì đảo ơi. Úi dồi ôi. Cái khẩu này cũng công nhận là khó bắn thật. Ok. Cho quả bom xuống, cho nó chết luôn đi, khỏi cứu. Này thì bỏ á, à, chạy à. Tuổi. Ok, chết cả hai rồi. Công nhận khi mà quân địch di chuyển ấy thì sấy AK rất là lỗi nha. Cực kỳ khó. Nói chung là mình bắn M4 quen rồi. Ok, mày thử lên đây xem nào. Hiện tại thì thằng cuối cùng của team nó đang tìm mình. Úi dồi ôi. Lỗi thế nhỉ. Rõ ràng kênh trước rồi. Cái định mệnh drone à, vãi xoài. Chắc là mình phải cho nó ăn quả bom mất. À, làm gì vậy, chạy à. Vâng, còn mỗi mình thôi thì solo đi. Để bạn nó đứng chờ xem tivi các kiểu. Không nóng mặt à? Ê chứ nhầm, không nóng ruột à? Ok, thằng này sợ rồi, nó không dám công nữa. Vâng, còn mỗi mình cũng sợ. Nếu là mình thì mình sẽ solo luôn. Để cho team nó bắn. Ui dồi ôi, thằng nào đập chảo hay thế. Gắt VL. Ngon thì cứ đẩy lên thôi. Làm gì căng vậy. Chắc chắn thằng này nó quyết tâm giết mình đã rồi mới tự sát đấy em ạ. Hình như có thằng nào chạy bên này. Phái cả bot ạ. Đùa.
Đúng ra hay vậy. Này đi. Ui dồi ôi, vẫn cãi được này. Thơm đấy. Ơ cái đậu xanh. Ui dồi ôi. Kê cao rồi. Bay qua đầu luôn. Tiếc thế. Này thì đẩy vào này. Ngồi đợi nãy giờ cuối cùng cũng chịu đẩy vào. Cái con lợn này. Tiếc thế, tự dưng quả đấy thay đạn. Rồi nó chạy bá luôn rồi. Phí của rời quá. Ui dồi ôi, nhiều đồ thế. Cảm ơn ha. Ui dồi ôi. What? Ơ. Ngon. Tự dưng lại có thằng nóc giữa đường. Vô lý. Thính này đông vui này. Đi nhập thính nãy giờ chả có ai. Khổ thân. Úi dồi ôi, chạy giữa đồng này. Bót bà rồi. Vâng, cứ mặc định thằng nào giết dễ là bót nhá. Thằng nào khó giết mới là người. Căng vậy. Ơ. What the hell? Cái định mệnh, bình tĩnh. Làm gì? Ủa? Vãi xoài. Bắn thế không nóc ạ. Đùa. Vâng, nó bị SKS bắn nóc rồi. SKS sai lần. Này thì ngồi yên này. Nhìn cái gì? Bắn vỡ mồm như bây giờ. Lại cố nhìn. Ơ, không nóc kìa. Vãi cả game. Công nhận cái 4x bắn khó thế. Nếu mà trong tay mình có 8x thì tuyệt vời. Đáng tiếc. Ok, chắc là mình phải đẩy giết cái team này thôi. Bây giờ cái hướng của mình không thể di chuyển được. Chạy qua đâu cũng gặp tim cả. Kiểu gì cũng chết thôi, liều mạng nha. Mình sẽ cố bắn nóc một thằng rồi đẩy lên. Ok. Đẩy thôi. Bắt buộc anh em ạ. Muốn chạy bo thì phải clear được team này. Ok.
À, đây rồi. Easy game. Tuyệt vời. Bây giờ mình cần một cái 8x. Sai lần này. Úi dồi ôi, ngon. Đúng thứ mình cần. Mình toàn sai lần thôi. Nhiều quá. Ok, chắc mình sẽ uống nước rồi chạy bo nha. Nãy có một team bên này. Thì bây giờ phải chạy đường vòng rồi. Nãy cái team này bắn gạ, team kia gắt quá. Bây giờ kiểu gì nó cũng cam cho xem. Ok. Chắc nó núp trong nhà hết rồi. Ui dồi ôi, tiếng súng bắt đầu nổ lên rồi. Chắc mình sẽ qua tham gia cuộc vui thôi. Bên này không biết có ai không chứ. Lỡ nó móc ở sau thì chết. Định mệnh. Rồi, mất bà nó một kill rồi. Phí đấy nhở. Này thì ăn một kill của tao rồi. Ui dồi ôi, có cái chùm cây đẹp quá anh em ạ. Bây giờ chúng ta cứ ngồi ẩn thân ở đây thôi. Tại vì ở đây trong bo. Quá là điều tuyệt vời luôn. Ngồi ở đây cũng có thể quan sát được tất đấy em ạ. À, một thằng. Đâu? Đông lắm. Ui rồi ôi. Này thì đông với chúng tôi này. Ui rồi ôi. Cái cây huyền thoại. Vâng, mang về cho ân được 3 mạng. Quá tuyệt vời luôn. Và bo tiếp theo cũng là bo nơi mình. Thế này thì nhất rồi. Sao phải xoắn nhỉ? Vâng, lùm cây có thể giúp ân top 1 đây. Mình chắc chắn núp ở đây không ai biết. Và nó còn trong bo nữa cơ. Thế này thì easy rồi. Không top 1 thì hơi phí. Ui trời, ném bom cái gì vậy? Mình cứ đáp bom thoải mái đây. Đây mình bất tử với bom rồi. Bây giờ mình chết trong lùm cây thì chỉ có hack thôi.
thôi, chúng ta sẽ không nhắc đến cái điều đấy. Vì mệnh run rồi đây. Cứ sợ hết thôi. À, đây rồi. Nhấp nhô kìa. Làm sao mà thấy mình được? Easy game. Ok. Top 1 rồi. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau nha. Bye bye.